Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học Content Marketing by Phan Anh. Vâng, tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online. Và bài học hôm nay là bài học trong cái phần tiếp theo của khóa học Content Marketing. Tôi gọi nó là một số những cái kỹ thuật, những cái lưu ý để chúng ta có thể làm content một cách sáng tạo. Vâng, muốn làm content một cách sáng tạo, một cách hay thì chúng ta phải làm gì và làm như nào? Thì sau đây là một số cái lời khuyên cơ bản. Thứ nhất là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là đối tượng khách hàng của chúng ta là ai. Chúng ta luôn phải trả lời câu hỏi này, chúng ta phục vụ đối tượng khách hàng là ai. Chúng ta phải xác định được chân dung của khách hàng, đúng không? Thì trong một cái bài học giới thiệu về chân dung khách hàng tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đó là tuổi tác, giới tính, sở thích, thói quen, vân vân. Thì khi mà người ta bán một cái sản phẩm gì đó thì người ta phải luôn có một cái tập khách hàng mục tiêu. Vì vậy chúng ta phải biết được rằng tập khách hàng mục tiêu đó là như thế nào, đúng không? Thứ hai là chúng ta phải chọn cái chủ đề sáng tạo, chủ đề phù hợp với đối tượng của người đọc, người xem. Chọn chủ đề mà ai cũng có thể muốn đọc, đúng không? Muốn xem. Ví dụ như là các bí quyết để đẹp hơn, bí quyết để sexy hơn, kiếm tiền nhiều hơn, đúng không? Con cái học giỏi hơn, chồng yêu thương hơn. Đấy là nếu mà được content là phụ nữ. Content nó có rất nhiều loại, rất nhiều chủ đề. Và mỗi một đối tượng nó sẽ có một cái content khác nhau. Nhưng nó sẽ có những cái chủ đề mà mọi người đều quan tâm dựa trên số lớn, đúng không? Thì tôi sẽ đưa các bạn cái công thức các chủ đề đó sau. Bước tiếp theo, đúng không? Cái kỹ thuật tiếp theo mà chúng ta có thể làm đấy là chúng ta luôn luôn suy nghĩ là làm khác đi, nghĩ khác đi. Chúng ta làm chất hơn, nghĩ chất hơn. Chúng ta luôn nghĩ về điều đó. Chúng ta luôn đặt ra câu hỏi là gì? Liệu rằng tôi có thể làm khác đi hay không? Liệu rằng tôi có thể làm ngược lại hay không? Đúng không ạ? Ví dụ như là tôi có thể làm ngược đời, tôi có thể làm xuôi là thế này thì ngược nó phải là thế nào, hay là đâm ngang theo hướng khác ra sao. Đấy, chúng ta luôn đặt ra những câu hỏi phản biện như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái giải pháp tốt, có được những ý tưởng tốt. Tại sao lại là như thế này mà tại sao không phải là như thế kia? Hãy đặt ra câu hỏi như thế để chúng ta tìm kiếm cái sự sáng tạo. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm theo lối mòn, theo thói quen thì có thể chúng ta cũng sẽ nhận được các kết quả theo lối mòn và theo thói quen như vậy. Đó, trong tiếng Anh nó có một cái thuật ngữ là think out of the box, tức là tư duy ra ngoài khuôn khổ. Thì cái lời khuyên là think out of the box đấy chính là cái lời khuyên rất là quan trọng về content. Tức là nếu mà một người người ta làm như thế này mà thất bại, một người người ta làm như này là thành công, thì mình làm theo chưa chắc mình đã thất bại, mà mình làm theo chưa chắc mình đã thành công. Mà mình luôn luôn phải nghĩ là mình phải tư duy ra ngoài khuôn khổ, tư duy khác đi, đúng không ạ? Tư duy mà làm sao luôn luôn đặt cái câu hỏi phản biện như thế. Đấy, tiếp theo là nếu mà mình có bất kỳ một cái ý tưởng gì thì mình hãy viết nó ra ngay, đúng không ạ? Hoặc là mình nói bằng điện thoại này, mình có thể ghi âm lại, mình nói ra ngay. Hoặc là mình có thể viết vào note ở trong cái phần note trong phần mềm, hoặc là mình đánh vào máy tính, hoặc là mình viết ra giấy, mình viết ra bảng, chỗ nào cũng được, đúng không? Đấy là lý do tại sao những cái công ty lớn, những công ty sáng tạo là bao giờ người ta cũng để bảng ở rất nhiều nơi để cho mọi người có thể viết ra, mọi người có thể trao đổi để các ý tưởng liên tục được nảy sinh. Thậm chí trong 1.000 ý tưởng đưa ra, họ có khi họ cũng chỉ áp dụng được một vài ý tưởng thôi. Nhưng quan trọng nhất là phải có ý tưởng, đúng không ạ? Đấy, đừng để trong đầu nhá. Phải đưa nó ra, phải thảo luận với đồng đội của mình, với những người có chuyên môn, rồi thì với bạn bè của mình để người ta có ý kiến cho mình, người ta góp ý. Và chúng ta không nên là đặt cái tôi quá cao, đúng không? Chẳng hạn như là người ta góp ý lại cảm thấy là thế cái này của tao hay như thế, tại sao mày lại không làm? Rồi thì góp ý, nhưng mà nó phải dựa trên tinh thần xây dựng. Vâng, không có ý tưởng nào tồi cả, mà chỉ có cái việc thực hiện tồi thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Đấy, tất nhiên cũng có những ý tưởng tồi thật, nhưng mà ý tôi muốn giải thích cho cái việc là cái cách mà chúng ta làm nó quan trọng hơn là cái việc là chúng ta nghĩ là ok, tôi có một cái ý tưởng rất tuyệt vời nhưng mà tôi làm nó không ra gì cả thì cái kết quả nó rất là tệ. Nhưng mà tôi có một ý tưởng bình thường thôi nhưng tôi làm nó rất là tốt thì ý tưởng của nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng, một cái lời khuyên nữa là chúng ta hãy thử nghĩ đến những cái gì đó mà những cái ý tưởng gì đó mà rất là buồn cười, đúng không? Rất là vui, rất là hài. Đấy, thậm chí có phần hơi lố bịch hay là hơi lố lăng một chút cũng không sao cả, bởi vì những cái đấy, những cái kiểu content như vậy nó rất là dễ thu hút được người xem, người đọc. Đấy, những ý tưởng mà người khác có thể cho rằng là
xứng đáng vứt vào thùng rác đấy, hoặc là ok cái này chắc là bạn phải viết cho người trên sao hỏa chứ còn người ở dưới trái đất thì người ta sẽ không đọc, đúng không? Tôi có đọc một cái ví dụ người ta khuyên thế này, đây là người ta khuyên thôi chứ còn tôi thì không chắc dám là đã làm như vậy. Nếu bạn bán sản phẩm là băng vệ sinh tampon, đúng không, thì hãy viết một nội dung mà cô gái có thể giết bạn. Đây là lời khuyên của một cái trang web mà nước ngoài mà tôi đọc, tôi thấy cũng rất là thích, rất là thú vị, tôi chia sẻ lại với các bạn. Thế này nhé, người ta nói là các bạn có thể viết ra những ý tưởng điên rồ, những ý tưởng mà người khác nghĩ rằng là nó rất là khó chịu, nó đánh vào cảm xúc rất mạnh, đúng không? Cảm xúc có thể yêu, có thể ghét, có thể cay đắng gì đó đấy. Rồi thì thậm chí là những ý tưởng đấy sẵn sàng là bị chửi hoặc là bị sẵn sàng là vứt đi vào thùng rác. Ok. Và người ta nói là gì? Nếu bạn bán sản phẩm là một cái băng vệ sinh tampon hướng tới những cô gái trẻ cá tính, đúng không, thì hãy viết một cái nội dung gì đó, hãy làm một cái nội dung gì đó mà một cô gái có thể giết bạn. Tất nhiên là giết trong hoặc kép, tức là người ta cảm thấy thành cái bài viết này thật là ngớ ngẩn, cái bài viết này thật là vớ vẩn. Tôi rất là ghét cái người viết này bởi vì cái quan điểm của người ta rất là khó chịu. Như thế cũng đã là một cái cách làm content hay rồi, hoặc là xuất sắc được yêu, hoặc là xuất sắc là rất là ghét đấy. Thì cá nhân tôi thì có thể dạy bạn cái quan điểm này, nhưng mà chắc là tôi cũng không dám viết như thế cho mình đâu đấy. Một cái ý tưởng nữa, một cái lời khuyên nữa cho các anh chị và các bạn đấy là những lúc mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta cứ có thể tạo ra các cái bài viết, các hình ảnh, các content mà chúng ta đang làm rất là nhiều định dạng đấy, hoặc là tạo ra những cái chiến dịch quảng cáo cho mình hoặc là cho các khách hàng tiềm năng của mình. Mình tưởng tượng ra, thí dụ bây giờ tôi chuẩn bị phục vụ cho spa, tôi có thể làm sẵn hàng trăm cái mẫu quảng cáo cho spa. Tôi làm tóc, tôi có thể chuẩn bị hàng trăm các mẫu quảng cáo cho tóc. Đến khi mà có khách hàng thật thì tôi rất là nhiều, tôi rất là sẵn và tôi rất là chuyên nghiệp, chứ không phải lúc đấy tôi mới bí, tôi mới đi tìm. Đấy cũng là một cái lời khuyên rất là hay trong cái cách làm content. Có một cái lời khuyên nữa, tiếng Anh người ta gọi là think long but why short, tức là mình nghĩ dài, nghĩ thật lớn nhưng mà làm thì viết thật ngắn thôi, đơn giản thôi. Cái câu này nó cũng gần giống với cái câu mà tư duy toàn cầu am hiểu địa phương, đúng không? Tức là chúng ta phải có một cái suy nghĩ nhìn ra toàn cầu, nhưng mà chúng ta hành động là chúng ta phải am hiểu cái thị trường nội địa. Thế còn ở đây trong content thì nó gọi là think long và write short, tức là mình nghĩ dài. Ví dụ mình có thể có hàng trăm các cái ý tưởng để làm content, nhưng mà mình cứ làm thật thì mình cứ làm từ từ, mỗi một cái mình viết hoặc là mình sản xuất ảnh hay mình sản xuất phim từ từ thôi, đúng không? Hãy nhớ rằng là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ là real time marketing, real time content. Real time ở đây là gì? Real là thực tế, đúng không? Time là thời gian, real time tức là thời gian thực. Real time marketing hay là real time content marketing cũng vậy. Tức là gì? Cái nội dung của chúng ta phải cũng phải bám sát xu hướng. Đấy cũng là một cái cách làm rất là sáng tạo. Thí dụ như là ly hôn nghìn tỷ, thí dụ như là con ruồi nghìn tỷ, thí dụ như là hội nghị thượng đỉnh, thí dụ như là một cái trend, một cái hot trend gì đó đang rất là hot bồng bềnh ở trên mạng, thì mình cũng phải là người mà có ý kiến, đúng không? Mình cũng có thể là ăn theo đấy. Thì các bạn có thể xem những cái quảng cáo của hãng US, cái hãng chuyên về bao cao su. Đấy, một cái hãng mà tôi nghĩ là làm content rất là thú vị, rất là sáng tạo thực sự đấy ạ. Các bạn có thể tham khảo thêm, tôi cũng sẽ cho các bạn xem một chút cái hình ảnh ở trên video. Các bạn sẽ xem thấy là đây là một cái đơn vị mà làm content tôi đánh giá là rất sáng tạo. Sáng tạo là một cái việc mà nó thực ra nó cũng không có quy tắc nào cả. Có một số các quy tắc tôi liệt kê nhưng thực ra nó cũng không có quy tắc nào cả. Chúng ta cứ làm thôi. Ví dụ chúng ta cứ viết đi, đúng không ạ? Chúng ta cứ chụp đi, cứ vẽ đi, cứ sản xuất đi, cứ nói đi, cứ đăng thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải theo dõi. Chúng ta đánh giá, chúng ta xem là ở cái nội dung gì thì đông người xem, cái nội dung gì không đông người xem thì chúng ta bắt đầu chúng ta viết, chúng ta nói, chúng ta làm, đúng không? Cái loại hình gì, cái cách thức gì, cái định dạng gì. Thí dụ như là các bạn làm bây giờ đang hot TikTok chẳng hạn, thì các bạn có thể làm dạng video TikTok. Nó hot live stream, các bạn có thể live stream. Nó còn những cái bài viết thông thường thì nó vẫn từ xưa đến nay nó vẫn là dạng kinh điển rồi, thời nào cũng phải cần đến,
đúng không? Nhưng mà mỗi một cái thời kỳ, mỗi một cái tính năng nó nở rộ thì mình có thể tận dụng thêm. Hãy viết bằng trái tim, bằng trái tim của mình, bằng khối óc của mình, sự hiểu biết, đúng không ạ? Và nên có quan điểm rõ ràng, có sự hiểu biết rất là rõ ràng, thật tỉ mỉ, thật rõ ràng, thật chi tiết, thật thực tế nhá. À, hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế, càng chi tiết càng tốt, càng thật càng tốt. Và kể cả những cái góc khuất mà trong cái nghề mà mình phải làm, ví dụ như vậy. Đấy. Thì đấy là một số những cái lời khuyên cho việc mà sáng tạo làm content, tức là làm nội dung số, làm nội dung để phát triển nội dung ở trên các cái nền tảng internet như là website, như là YouTube, như là fanpage, Facebook, Zalo này nọ, đúng không? Thì tất cả những cái thứ này là chúng ta đều phải suy nghĩ theo cái hướng mà tôi hướng dẫn cho các anh chị và các bạn. Đấy, đấy là một số cách. Và lúc nào nếu mà những người mà cẩn thận thì nên lúc nào cũng có cuốn sổ trong người để mình viết, mình vẽ, mình có ý tưởng, luôn luôn suy nghĩ về những ý tưởng và trả lời là thế này được không, thế kia được không, luôn cho là nhiều hơn một ý tưởng. Không bao giờ là đưa ra một ý tưởng một cái là mình thành công ngay, mà mình phải lúc nào cũng phải có sẵn nhiều hơn một ý tưởng, và để mình phản biện, để mình có cái sự lựa chọn. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái nội dung mà chúng ta có thể làm rất hay, rất là xuất sắc. Hãy nhớ rằng là khách hàng thì luôn luôn thích các nội dung hay, nội dung chất, nội dung độc, nội dung có nhiều thông tin, nội dung đẹp, nội dung sexy. Đấy chính là những cái nội dung rất là sáng tạo. Không quan trọng là dài hay ngắn, không quan trọng là đẹp hay xấu, quan trọng là người xem, người đọc người ta cảm thấy như thế nào, người ta có thấy thích hay không, có mua hàng hay không, thì đấy là sự thành công của content. Bài học về các cái kỹ thuật và những cái gợi ý, kinh nghiệm giúp cho các anh chị các bạn có thể sáng tạo content xin được kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.